Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021. Lộc và Loan xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Một tên cướp có vũ trang cướp tại 4 cửa hàng tiện lợi tại quận Cam và Whittier trong một đêm. Cháy rừng ở California đang lan rộng sang khu vực của Lake Tahoe. Một hành khách chết vì COVID-19 trên tàu du lịch Carnival. Ông Anthony Fauci hy vọng tới đầu năm sau Mỹ kiểm soát được COVID-19. Đôi vợ chồng mất tích được tìm thấy đã chết trên đường mòn Utah, sau đó phát hiện đã gặp một người đàn ông kỳ quái. Một cảnh sát gốc Việt bị bắt vì mua bán tình dục. California chuẩn bị gửi 600 đồng tiền trợ giúp đợt nhì cho cư dân. Tổng thống Biden vô tình tiết lộ rằng không lâu nữa Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống. Một người đàn ông ở Brazil khai gian đã được chích 5 mũi vaccine đủ loại trong vòng 2 tháng để được an toàn. Tin Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ tới Hà Nội sau chuyến bay bị trì hoãn vì vấn đề sức khỏe. Sài Gòn đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25 tháng 8. Tin đầu tiên của ngày hôm nay, một tên cướp có vũ trang cướp tại 4 cửa hàng tiện lợi tại quận Cam và Whittier trong một đêm. Cảnh sát đang điều tra và nhờ công chúng truy tìm kẻ cướp có vũ trang xảy ra tại 4 cửa hàng ở Nam California vào tối Chủ nhật 22 tháng 8. Nhà chức trách cho biết 4 cửa hàng bị cướp bởi một người đàn ông trùng khớp với mô tả trong một khoảng thời gian ngắn vào tối cùng ngày. 4 nơi này bao gồm 3 cửa hàng 7-Eleven ở Buena Park, Anaheim và La Palma và một cây xăng Arco ở Whittier. Đoạn video từ cây xăng Arco đã cho thấy nghi can mặc áo trùm đầu màu xám và đeo một cái mask cầm súng đe dọa nhân viên của trạm xăng. Sau đó thì người này lấy một lượng tiền mặt không xác định là được bao nhiêu và từ cái quầy của cây xăng này. Và ngay tại La Palma ở tiệm 7-Eleven trên đường Orenthorpe Avenue thì cho biết tên cướp đi sau vào khoảng 11 giờ tối và đã chĩa súng từ phía sau người nhân viên và yêu cầu người này phải đưa tiền mặt. Nhân viên bán hàng đã quá sợ hãi và đã bất tỉnh. Tên cướp này đã cố gắng vào cái quầy thu ngân nhưng mà hắn không thể mở được cái khay để lấy tiền. Sau đó hắn đã nhắm vào một người khách hàng đang bước vào cửa tiệm này để mà lấy cái bóp tiền của người này. Sau khi mà lấy hết tiền thì nghi can đã ném cái bóp xuống đất và trước khi bỏ trốn khỏi cửa hàng. Không có ai bị thương trong các vụ cướp vừa xảy ra và các nhà chức trách vẫn đang điều tra và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy liên lạc với cảnh sát địa phương hoặc gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng. Tốt nhất mình gọi 911 để mình chia sẻ những cái điều mình biết quý vị. Quá là mất an ninh ha. Một đêm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn cướp liên tiếp 4 tiệm, hắn không sợ gì hết. Coi như đi tiệm này là hắn trên đường thấy cái tiệm nào là hắn ghé vô và hắn cướp cái cửa tiệm đó thôi. Và hắn muốn lấy tiền mặt từ những cái tiệm đó. Và có người nhân viên sợ quá ngất xỉu luôn. Thì hắn không lấy tiền được trong tiệm này. Mà cái người khách hàng đi vô là xui ha, tự nhiên bị dướng vào cái vụ này. Nhưng mà mình thấy cũng rất là may mắn là không có ai bị thương vong hay là bị thương tích gì hết. Cho nên bây giờ là buổi chiều tối mà mình đi vào những cái cửa tiệm mà ban đêm đó quý vị thì cũng rất nguy hiểm. Vì vậy quý vị thấy vào bắt đầu từ sau 7 giờ tối có nhiều cửa tiệm tiện lợi người ta dán cái bảng người ta nói là không lấy cash. Thì đó là cái hình thức để mà người ta ngăn những cái bọn trộm cướp nó vào nó lấy tiền. Tại vì nó thấy là không lấy cash thì nó nghĩ là không có tiền cash quý vị. Thời buổi bây giờ toàn là trộm cướp rất là nhiều. Rồi những người biến thái cũng rất là nhiều. Nghe vụ biến thái cái cũng nhớ là lúc kỳ mình đi Las Vegas ấy, đi nửa chừng cái hết xăng, cái Lộc với Lon quẹo vào một cây xăng mà gọi cây xăng gọi là một giường, cây xăng nó heo hiu quạnh lắm. Chạy vô cây xăng thì quý vị coi mấy cái phim kinh dị mà đó là những cái người mà trong vùng cây xăng mà mặc cái thì đồ giống như là đồ của Halloween mà răng thì không còn cái nào đó. Y chang răng, mà răng cũng phải không còn cái nào nhưng mà nó vàng mà nó ố. Lĩa chỉ vậy đó. Nhìn thấy ghê mình lắm. Mình tưởng là trong đóng phim Halloween nhưng mà thật sự là nó là cây xăng đó quý vị. Thì khi vào á, Lộc thấy cái khung cảnh ghê quá, Lộc mới đổ 20 đồng cho rồi để Lộc chạy đi chỗ khác đó. Thì Lộc đổ 20 đồng thì qua con số nhảy qua 20 đồng thì nó nhảy thêm 25 đồng. Nhảy lên, Lộc người sợ quá, Lộc ngưng Lộc bỏ ra luôn. Lộc sợ bị dụ. Bị dụ xong rồi cái đứng đổ hoài.
cái người kia đi ra mất chết ha, nguy hiểm. Mà hồi lúc đó mình đi 4 người á, chứ mà đi có 2 đứa còn sợ dữ nữa. Đúng rồi. Phóng lên xe chạy cho lẹ. Cháy rừng ở California đang lan rộng sang khu vực của Lake Tahoe. Vào ngày thứ Hai 23 tháng 8 thì những người cứu hỏa cao cấp ở California cho biết là đám cháy rừng Caldor Fire khiến cho hàng ngàn người phải di tản và thiêu rụi một cộng đồng miền núi vào hồi tuần trước và hiện nay đang lan nhanh về khu vực của Lake Tahoe. Quý vị cũng biết Lake Tahoe là khu vực hồ nước rất là đẹp và một cái thắng cảnh nổi tiếng về du lịch của California và Nevada, nằm qua hai tiểu bang luôn thưa quý vị. Ông Tom Porter là giám đốc cơ quan lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California Cal Fire cho biết việc khống chế đám cháy là ưu tiên số 1 của tiểu bang nhằm ngăn chặn đám cháy lan sang những khu vực đông dân hàng ngàn người. Và Cal Fire cho biết ngọn lửa đã phá hủy tổng cộng 557 ngôi nhà vào tuần trước. Đám cháy đã thiêu rụi phần lớn Gisley Flat, một cộng đồng nhỏ cách Sacramento 65 dặm về phía đông. Ông Eric Swap là trưởng bộ phận Cal Fire cho biết rằng việc hạn chế đám cháy lan rộng về phía đông như là Lake Tahoe và các cộng đồng núi nhỏ là một ưu tiên lớn. Tuy nhiên ông cũng nói là những nhân viên cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn trong việc khống chế đám cháy này. Và theo văn phòng dịch vụ quản lý khẩn cấp, hơn 24.000 người ở quận El Dorado phải tuân thủ lệnh di tản vào hôm thứ Hai, nơi đám cháy bùng phát vào ngày 14 tháng 8. Đám cháy đã lan rộng hơn 47.000 acre trong vòng 24 giờ và đã thiêu hủy hơn 106 acre tính đến ngày hôm thứ Hai và đã được khống chế chỉ có 5%. Đây là một trong số 12 cái đám cháy lớn nhất đang hoạt động ở tiểu bang. Cùng ngày thì một phát ngôn viên của Cal Fire cho biết là 1,5 triệu acre đất đã bị thiêu rụi ở California trong năm nay, tăng 42% so với năm ngoái. Mùa này là đang mùa nóng quý vị, bởi vậy hãy thứ mà chút xíu là nó cháy, chút xíu là cháy, rất là dễ cháy. Bởi người chính phủ người ta mới nói người dân hãy cố gắng, hãy coi như là hạn chế sử dụng những cái gì mà ở ngoài đồng dễ cháy đó quý vị. Thì bên chính phủ cũng đã khuyên người dân rằng là khi mà mình đến những cái khu vực đó thì hạn chế sử dụng lửa để mà ngăn ngừa những cái vụ cháy thảm họa này. Một hành khách chết vì COVID-19 trên tàu du lịch Carnival. Một người phụ nữ 77 tuổi đã tử vong do bệnh COVID-19 sau khi xét nghiệm dương tính khi bà đang đi du thuyền Carnival đến Belize, đánh dấu trường hợp tử vong đầu tiên được báo đến kể từ khi các chuyến du lịch khởi động lại ở Caribbean và Mỹ vào tháng 6 năm nay. Con tàu du lịch Carnival Vista ra khơi Galveston, Texas đã báo về là có 27 người có kết quả xét nghiệm dương tính trong hơn 2 tuần vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Số trường hợp cao nhất kể từ khi những chuyến du lịch bắt đầu hoạt động trở lại. NBC News đang làm việc để xác nhận danh tính của người phụ nữ, người đã chết vào ngày 14 tháng 8. Và tờ New York Times đưa tin rằng người phụ nữ này đến từ Oklahoma. Người phụ nữ khởi hành trên Carnival Vista cùng gia đình vào ngày 31 tháng 7 và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi gặp những cái biến chứng về đường hô hấp. Bà được đưa vào bệnh viện ở Belize và đặt máy thở trước khi được đưa đến Tulsa, Oklahoma. Sự bùng phát của 27 trường hợp trên con tàu được phát hiện vào ngày thứ Tư của chuyến hành trình kéo dài 8 ngày ngay trước khi con tàu cập cảng Belize. 26 trong số những người có kết quả dương tính là thành viên thủy thủ đoàn và những người còn lại là hành khách. Thống đốc Texas Greg Abbott đã ký luật cấm các doanh nghiệp yêu cầu bằng chứng đã được chích ngừa, nhưng hơn 96% hành khách trên tàu đã được chích ngừa đầy đủ. Hiện nay thì chưa biết người phụ nữ mà bị nhiễm bệnh COVID-19 là người đã được chích ngừa chưa, thưa quý vị. Và trên con tàu này cũng có một người là nhân viên của con tàu mà không chích ngừa COVID-19. Và được biết là Carnival đã cập nhật cái chính sách là chích ngừa của mình bắt đầu từ ngày thứ Bảy và hầu hết khách hàng được yêu cầu chích ngừa và cũng phải xuất trình kết quả âm tính xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi lên tàu. Và Carnival cũng thực hiện quy định phải đeo khẩu trang vào ngày 7 tháng 8 cho tất cả các hành khách ở các khu vực nằm ở bên trong nhà.
Các phát ngôn nhân của Carnival nói với NBC News, Kerry Sanders hôm thứ Ba rằng chúng tôi luôn yêu cầu chích ngừa vào tháng 7, hơn 95% khách đã chích ngừa và chúng tôi đã yêu cầu xét nghiệm vào ngày 27 tháng 8, là thời điểm các hướng dẫn mới cho Bahamas có hiệu lực. Khi biến thể Delta dễ lây lan hơn của virus tiếp tục lây lan, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã ban hành hướng dẫn cập nhật vào ngày 20 tháng 8, khuyến cáo rằng những du khách có nguy cơ mắc bệnh nặng tránh đi du lịch trên biển bất kể tình trạng tiêm chủng. Thì những cái người mà lớn tuổi chút xíu hoặc là những người đã có bệnh giống như bệnh cancer hay là những bệnh gì khác đó thì nên thận trọng khi mà đi những chỗ này. Rất là khó, cấp cứu rất là khó. Quý vị còn nhớ khi vào cái thời điểm mà bệnh đang phát rất là kinh khủng vào năm ngoái thì có những con tàu mà mọi người đi du lịch trên tàu đó quý vị, và đã phát hiện ra nhiều ca bệnh Covid-19 quá thì những con tàu đó không được tấp vào bờ. Đi đến tiểu bang nào, thành phố nào họ cũng không muốn đón nhận hết. Như vậy là những con tàu đó phải nằm ở ngoài khơi một tháng mấy trời mới được vào bên trong. Hồng Loan thấy cái cảnh tượng đó là Hồng Loan khủng khiếp rồi. Và mình tự nhủ trong lòng mình là sẽ không dám đi tàu nữa. Như vậy mà quý vị này vẫn dám đi tàu, gan thiệt. Và những chuyến tàu bắt đầu cách đây một tháng là mới vừa giảm những cái ca bệnh đó quý vị, là người ta đã đi tàu lại. Thì qua một thời gian quá dài, người ta đã bị kiềm chế rất là lâu, và đây là cái cơ hội để người ta đi chơi. Mà mình thấy mình đi chơi cái nơi nào mình có thể mình chủ động được, còn mà đi trên tàu là mình không chủ động được. Lộc với Loan đã từng đi tàu rồi, mình biết coi như là cái gì nó cũng phạm vi trong vòng cái tàu thôi, đi đâu cũng gặp những cái người đó và đi đâu cũng nằm trong cái khuôn khổ của chiếc tàu thôi. Thì khi nào mà tới cái nơi nào đó thì người ta cho mình xuống để mà mình du lịch, mình khám phá, xong rồi bao nhiêu tiếng thôi mình phải leo lên tàu và mình đi tiếp, cứ vậy đó. Nói chung là những người nào mà thích gọi là tự do đó thì hơi khó đi cái tàu này. Ông Anthony Fauci hy vọng tới đầu năm sau Mỹ kiểm soát được COVID-19. Mỹ có thể kiểm soát được COVID-19 vào đầu năm tới giữa bối cảnh sẽ có thêm nhiều sự chấp thuận chích ngừa vaccine trong những ngày tới. Ông Anthony Fauci đã nêu lên ý kiến của mình như vậy sau một ngày khi mà FDA chấp thuận cho vaccine của Pfizer một cách hoàn toàn. Bác sĩ Anthony Fauci nói việc FDA chấp thuận hoàn toàn thay vì là chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Pfizer mở đường cho nhiều người đồng ý đi chích ngừa. Có khả năng vaccine của Moderna và Johnson & Johnson cũng sẽ được chấp thuận hoàn toàn trong những tuần sắp tới, và trẻ em nhỏ tuổi có thể sẽ được phép chích ngừa COVID trong mùa thu này. Nếu chúng ta có được đa số rộng rãi từ 80 đến 90 triệu người chưa đi chích ngừa, đồng ý đi chích ngừa, những người chần chừ hay những người chưa có cơ hội, thì tôi tin là chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, ông nói với chương trình Today của NBC News. Chúng ta có thể lật thế cờ, ông Fauci cũng đã nói với đài MSNBC. Và ông Fauci cũng đã hy vọng vaccine của Moderna và Johnson & Johnson cũng sẽ sớm được FDA chấp thuận hoàn toàn trong vòng vài tuần hay một tháng tới. Và ông còn nói là tôi nghĩ Pfizer hay Moderna có thể được FDA chấp thuận cho chích nơi trẻ nhỏ trước mùa lễ sắp tới. Nếu chúng ta có thể qua được mùa đông này và thực sự đưa đại đa số trong số 90 triệu người chưa chích ngừa đi chích, tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu kiểm soát tốt hơn vào mùa xuân 2022. Ông nói với chương trình của CNN, vaccine của Pfizer BioNTech được FDA chấp thuận hoàn toàn ngày 23 tháng 8. Vaccine của Moderna và Johnson & Johnson vẫn đang trong tình trạng được FDA chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp. Và mình cũng hy vọng trong thời gian gần nữa thì tất cả những loại vaccine đang sử dụng ở Mỹ sẽ được chấp thuận hoàn toàn. Như vậy là sẽ kêu gọi thêm một số những người chưa chịu chích ngừa, như ông Fauci đã nói, đồng ý chích ngừa, thì vào năm sau mọi việc có thể là ánh sáng nó sẽ sáng hơn, nó sẽ bừng hơn. Giống như vừa rồi chúng ta có được một tia sáng cuối đường hầm, nhưng mà bây giờ cái tia sáng nó dần dần nó lại thu hẹp bởi vì cái con Delta nó quá kinh khủng thưa quý vị. Và ông còn nói là mọi chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Đó là những người chưa chích ngừa, hãy chích ngừa để cho chúng ta được thoải mái hơn vào năm 2022. Thưa quý vị.
phải mấy người này biết tiếng tiếng Việt mình hát cái bài hãy chết đi chết đi chết đi đừng ngại ngùng ha. Hát để ủng hộ à, hát để xong ta khỏi chết luôn. Tạo không khí chút xíu nha quý vị, đừng có giận lọc luôn. Đôi vợ chồng mất tích được tìm thấy đã chết trên đường mòn Utah, sau đó phát hiện đã gặp một người đàn ông kỳ quái. Một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn thì đã đi du lịch và nghe cái tin lần cuối của hai người này vào ngày 14 tháng 8. 4 ngày sau thì người ta đã tìm thấy hai vợ chồng này đã chết ở gần khu cắm trại ở dãy núi LaSalle ngoại ô Moab của Utah. Crystal Turner 38 tuổi và Kylan Scott 24 tuổi mới chỉ kết hôn với nhau cách đây 4 tháng. Theo lời của bạn bè và những người thân, những người đã nói chuyện cùng với lại hai người này trong cái chuyến du lịch của hai người này, thưa quý vị. Bridget Calvert là dì của Scott cho biết là hai người này rất là thích lối sống du mục. Hai người đã cùng nhau đi trên chiếc xe tải và di chuyển từ khu cắm trại này sang khu cắm trại khác, nhưng mà chủ yếu là ở lại cái khu vực Moab. Calvert nói rằng cặp đôi đã đi cắm trại vào ngày 13 tháng 8 và đã nói với bạn bè là họ gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt mà nhìn người này có vẻ rất là kỳ quái. Tối thứ sáu họ đi cùng bạn bè và nói với họ rằng có một gã đáng sợ ở khu cắm trại của họ. Chỉ là gã này đã làm cho chúng tôi sợ, cho nên chúng tôi phải đi. Và ngày thứ bảy thì họ lại nói với lại những người bạn, khi mà họ liên lạc, họ nói là gã này quá là nhìn ghê rợn quá, có lẽ là chúng tôi sẽ chuyển địa điểm cắm trại vào ngày hôm sau. Calvert đã nói như vậy. Thì bà Calvert còn cho biết một người bạn của họ đã đi kiếm cặp đôi này sau khi mà nhắn tin và gọi điện thoại không có thể nào liên lạc được. Và họ đã báo cảnh sát hai người này đã mất tích. Sau đó thì cảnh sát đã tìm được thi thể của hai người này. Và các nhà điều tra muốn bất kỳ ai có thể có thông tin về vụ giết người này xin liên hệ với họ theo cái số điện thoại là 435-259-8115. Cảnh sát vẫn chưa tìm được cái người đàn ông mà hai người này đã liên lạc với những người bạn và nói cái người này rất là quái dị và đã làm quen và nói chuyện với họ, thì sau đó họ thấy họ sợ quá, họ quyết định là họ sẽ dời đi khỏi cái nơi đó. Nhưng mà vừa nói xong thì qua ngày hôm sau, đáng lẽ là họ đi đó quý vị, thì họ đã bắt đầu mất tích, những người thân bạn bè không có liên lạc với họ nữa. Ở bên Mỹ thì cái đời sống mà dạo dạng mà đi đây đi đó rất là nhiều quý vị, họ sống trên những chiếc xe giống như là xe là cái nhà luôn. Thì khi đến một cái vùng nào đó mà cảm thấy họ ở được thì họ sẽ ở được một thời gian, sau đó thì họ sẽ di chuyển qua một cái nơi khác, họ cứ đi liên tục vậy suốt nước Mỹ, vòng quanh nước Mỹ luôn quý vị. Và hai vợ chồng này mới cưới nhau 4 tháng, hai vợ chồng này là hai người phụ nữ thưa quý vị, mà mình thấy hai người phụ nữ mà cùng nhau đi cắm trại những cái nơi như vậy á, mình thấy quá nguy hiểm. Nguy hiểm quá ha. Thấy sợ quá. Ví dụ như mình thích đi mà kiểu mà cắm trại như vậy thì nên có đàn ông trong đó thì thấy có vẻ nó an toàn hơn. Và một cặp vợ chồng mà đi thôi là Hồng Loan thấy nó cũng nguy hiểm rồi. Đừng nói chi mà cặp vợ chồng này là hai người phụ nữ. Phụ nữ thì làm gì làm cũng yếu hơn đàn ông. Lỡ gặp một cái người biến thái thì đúng rồi, không có chống chọi lên nổi. Cái đàn ông nha, mà gặp biến thái còn sợ chứ không gì hai người phụ nữ. Mà nếu đây là một cái kinh nghiệm cho quý vị, nếu mà mình đi cắm trại bình thường cũng vậy, mình nên đi những chỗ nào mà mình cảm thấy nó an toàn chút xíu, đừng có đi chỗ nào mà đồng phong hiu quạnh quá, chỉ có chiếc xe mình đậu tới là thế nào cũng có những cái chuyện rất là nguy hiểm xảy ra. Lan nói Lan cười tại vì Lan nhớ là Lan cũng thích đi cắm trại những cái chỗ là lạ, lâu lâu cứ lên kiếm thấy chỗ là lạ là rủ một vài người bạn đi, không mình rủ cũng rủ vài người chứ không có dám đi hai vợ chồng với đứa con đâu, mình cũng sợ lắm. Và nhiều người bạn nói trời ơi đi kiếm chỗ đi chơi không biết đợt này sao, sao nghi ngờ quá. Không, mình kiếm thì mình cũng phải kiếm những chỗ mà tập trung để người ta coi như ta cắm trại. Đúng chứ rồi. Không phải là riêng nguyên một cái vùng vắng tanh mà chỉ có mình ít nhất cũng phải có vài cái chòi xung quanh mình. Một cảnh sát gốc Việt bị bắt vì mua bán tình dục. Người cảnh sát Johnston đã bị bắt và bị buộc tội trong một hoạt động tình dục ở Massachusetts. NBC 10 đã lên tiếng thông qua hồ sơ tòa án của người này. Viên cảnh sát tên là Việt Nguyễn, 46 tuổi, ở Brockton, bị cáo buộc mua bán tình dục sau khi bị bắt trong phòng khách sạn ở Rockland, Massachusetts vào đầu tháng 8.
Văn phòng biện lý của quận Plymouth cho biết các nhà điều tra đã đăng một quảng cáo trực tuyến và họ gạ gẫm tình dục. Họ giả là một người nữ cảnh sát chìm, giả làm một người phụ nữ hành nghề mua bán tình dục đó quý vị. Và trong hồ sơ tòa án cho biết là tên Việt Nguyễn này đã liên lạc với người nữ cảnh sát chìm vào ngày 5 tháng 8 và yêu cầu quan hệ tình dục và đồng ý gặp cô ta ở khách sạn và trả cô ta cái giá là $100 để mà đi tàu nhanh. Nguyễn đặc biệt hỏi cảnh sát chìm có phải cô đang làm nghề một mình hay là qua trung gian nào hay là không trong cái thông báo mà thu được từ cảnh sát. Và khoảng 7 giờ 10 tối, Nguyên đã đến khách sạn và lái chiếc xe của mình, chiếc xe Santa Fe 2007 màu đen, biển số của Rhode Island. Và Nguyễn đã đến gõ cửa phòng của người phụ nữ này và đã bị cảnh sát mai phục sẵn và bắt liền tại chỗ. Sau khi mà bắt được Nguyễn rồi thì người phụ nữ mà giả làm buôn bán tình dục đó mới nhắn tin vào cái số điện thoại của người mà đã liên lạc với cô. Thì cái điện thoại của Việt Nguyễn đã reo lên, thì đúng là một cái bằng chứng đã có sự liên lạc với nhau trước đó. Và bốn người đàn ông khác cũng đã bị bắt cùng với tên Nguyễn này và được đưa ra tòa án Hingham, Massachusetts. Và mỗi người bị cáo buộc là mua bán tình dục. Nhưng mà Nguyễn thì không nhận tội. Một phóng viên của iTeam đã cố gắng nói chuyện với Nguyễn tại nhà riêng của anh ấy ở Brockton. Một thành viên gia đình ở đó cho biết anh ta đang sống ở Washington DC. Nguyễn là cựu viên cảnh sát 13 năm và là cảnh sát Johnston thứ hai bị bắt và buộc tội trong 2 tháng qua. Cảnh sát Stephen Lopez đã bị bắt vào hồi tháng 6 theo cảnh sát trưởng Joseph Raza. Nguyễn đã bị đình chỉ công việc và anh ta đang được coi như là tại ngoại và sẽ ra hầu tòa vào ngày 15 tháng 9. Thì mình theo mình biết thôi thì cảnh sát cũng giống như người thường thì cũng có những nhu cầu, nhưng mà cái này là họ đã giống như gài bẫy trên cái mạng và anh đã bị sập bẫy. Nhưng mà anh là một người làm trong chính quyền mà anh lại vi phạm như vậy thì anh cũng là sai rồi. California chuẩn bị gửi 600 đồng tiền trợ giúp đợt nhì cho cư dân. Tin từ Sacramento, California sẽ gửi 600 đồng tiền trợ giúp đợt nhì cho cư dân vào cuối tháng 8. Nhật báo The Orange County Register cho hay, cũng như tiền trợ giúp của liên bang, tiền trợ giúp của California sẽ được gửi thẳng vào trương mục ngân hàng mà người dân dùng khi khai thuế hoặc gửi bằng ngân phiếu. Vào hôm thứ Hai, thì đại diện của FTB cho hay tiểu bang sẽ bắt đầu gửi tiền vào cuối tháng 8, rồi tiếp tục gửi thành từng đợt 2 tuần một lần. Hầu hết những khoản tiền gửi thẳng vô trương mục ngân hàng sẽ được gửi đi từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Nếu ai mà khai thuế tiểu bang sau ngày 20 tháng 8 thì phải chờ 45 ngày để hồ sơ thuế giải quyết xong rồi mới nhận được tiền trợ giúp. Để đủ điều kiện nhận tiền thì những người cư dân ở California phải khai thuế 2020 trễ nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2021 và lợi tức là $75,000 trở xuống trong năm 2020, là cư dân của California hơn nửa năm 2020, là cư dân California vào ngày tiểu bang gửi tiền trợ giúp, không phải là người phụ thuộc dependent của một cư dân khác. Người phụ thuộc là trẻ em, hội đủ tiêu chuẩn hoặc người thân hội đủ tiêu chuẩn. Số tiền trợ giúp này được California trích từ tiền hỗ trợ chống COVID-19 của liên bang cũng như thặng dư ngân sách 75,7 tỷ của tiểu bang. Và văn phòng thống đốc California ước tính gần 2/3 cư dân California sẽ hội đủ điều kiện để mà nhận cái tiền trợ giúp đợt nhì này. Gia đình họ đủ điều kiện, có con nhỏ sẽ nhận thêm 500 đồng. Trước đây, trong năm nay thì California đã trợ cấp đợt đầu tiên 600 hoặc là 1.200 cho gia đình đủ điều kiện với lợi tức là $30,000 trở xuống. Và bây giờ họ tăng lên cái mức là $75,000 trở xuống cho mỗi gia đình đó quý vị. Hạ viện chuẩn thuận kế hoạch ngân sách 3.500 tỷ của ông Tổng thống Biden. Tin từ Washington DC, Hạ viện vào ngày hôm qua thứ Ba 24 tháng 8 đã chuẩn thuận kế hoạch ngân sách 3.500 tỷ của Tổng thống Joe Biden sau khi đạt thỏa thuận với nhóm dân biểu Trung Dung. Kế hoạch được thông qua với tỷ số phiếu là 220 trên 212, trong đó không có dân biểu đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu thuận. Kết quả bỏ phiếu này là bước đầu tiên hướng đến việc soạn thảo kế hoạch tái thiết của Tổng thống Biden trị giá 3,5 ngàn tỷ vào mùa tới. Trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng
Tổng thống Biden ca ngợi kết quả bỏ phiếu là giúp tiến gần hơn đến việc thực sự đầu tư cho người dân Mỹ. Ông cho hay đã gọi điện chúc mừng các nhà lãnh đạo Hạ viện về kết quả này. Suốt 24 tiếng đồng hồ trước cuộc bỏ phiếu thì không khí ở Hạ viện vô cùng căng thẳng bởi vì có 10 người dân biểu trung dung của đảng Dân Chủ. Họ nói là họ sẽ không bỏ phiếu cho kế hoạch ngân sách 3.500 tỷ này và họ yêu cầu Hạ viện trước tiên phải chuẩn thuận cho dự luật gần 1.000 tỷ dành cho những dự án công chánh khác. Và dự luật đó đã được cả hai đảng ủng hộ và được Thượng viện thông qua. Để mà thỏa hiệp thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã trấn an nhóm dân biểu trung dung rằng Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho dự luật cơ sở hạ tầng. Đó trễ nhất là vào 27 tháng 9, ngày Hạ viện trở về làm việc. Chuẩn thuận kế hoạch ngân sách này sẽ mở đường cho kế hoạch xây dựng lại tốt đẹp hơn, qua đó sẽ đạt tiến bộ về lập pháp chưa từng thấy trong 50 năm nay. Bà Pelosi phát biểu trong cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Ba. Bà cho biết thêm trì hoãn chuẩn thuận chỉ gây hại cho kế hoạch kinh tế cũng như các dự luật khác. Ông Biden đưa ra kế hoạch xây dựng lại tốt đẹp hơn nhằm tạo việc làm và giảm chi phí sinh hoạt cho gia đình lao động ở Mỹ. Và tiền cho kế hoạch này chủ yếu lấy từ việc tăng thuế đối với người giàu và những công ty lớn. Cái chương trình này, chương trình xây dựng lại và tốt đẹp hơn. Nghe nó quen quen ha. Make America Great Again. Sao giống nhau vậy? Thì cũng giống vậy thôi. Mình thấy quen là mới cách đây khoảng chừng tuần lễ mình nghe bên Trung Quốc cũng có một cái vụ giống vậy nè, là đánh thuế những công ty lớn, những nhà giàu mà phải đánh như thế nào để lấy được số lượng tiền thật là lớn để chia sẻ cho những người lao động nghèo, những người khó khăn. Tổng thống Biden vô tình tiết lộ rằng không lâu nữa Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống. Vào thứ Hai, ngày 23 tháng 8, thì Tổng thống Biden đã chào đón đội tuyển bóng rổ Seattle Storm, nhà vô địch WNBA 2020 đến tòa Bạch Ốc trong buổi trò chuyện khi mà ông Joe Biden khuyến khích phụ nữ nên theo đuổi những ước mơ của họ, thì bỗng dưng ông hơi lạc đề và ông đã nói một cách vô tình rằng không lâu nữa bà Kamala Harris sẽ thành tổng thống. Thì mình nghĩ có lẽ là cái suy nghĩ của ông là phụ nữ thì hãy cố gắng lên thì mình sẽ đạt được những gì mình muốn, giống như là Kamala Harris không lâu nữa sẽ thành tổng thống. Và ông nói thêm: Kamala đang thay mặt tôi công du ở châu Á ngay tại thời điểm này, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta có một nữ phó tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chẳng bao lâu nữa chúng ta có nữ tổng thống. Ông cũng nói với những nhà vô địch bóng rổ nữ là ông có thể sắp phải đi kiếm việc làm, và ông nói đùa là lúc đó thì ông sẽ là người đi nhặt bóng cho đội tuyển này. Sắp tới có thể tôi sẽ phải kiếm việc làm, tôi sẽ là một người nhặt bóng tốt. Mấy ngày vừa qua thì Tổng thống Joe Biden đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều. Thì khi mà ông đã lỡ lời nói như vậy thì người ta lại nghĩ ngay cái sự mà sụp đổ của chính phủ Afghanistan và sự hỗn loạn của sân bay Kabul ngay sau đó. Và sự nguy hiểm là sự tuyệt vọng của người Mỹ và những người đồng minh của Afghanistan phải đối mặt trong khi chờ giải cứu, thể hiện cái sự mà rất là khó lý giải của chính quyền Tổng thống Biden. Thật sự mình nghĩ trong những ngày qua thì Tổng thống Joe Biden có lẽ chắc cũng rất là mệt mỏi, nhức đầu vì cái vấn đề ở Afghanistan. Và ông cũng suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này, và ngay cả vấn đề mà người ta có nhiều người cũng đã lên tiếng kêu gọi là trút phế ông theo tu chính án số 25 và nhiều sự chỉ trích, thì nhiều khi ông hơi bị stress trong vấn đề này quý vị. Cho nên khi mà nói chuyện thì lại bật ra một cái lời nói, nhiều khi ông cũng có suy nghĩ biết đâu lúc nào đó mình không còn là tổng thống. Mình nghĩ có lẽ là ông suy nghĩ như vậy, cho nên ông bật ra cái lời nói là sẽ có một nữ tổng thống nước Mỹ, có một nữ tổng thống đầu tiên. Thì mình nghĩ giống như là bởi vì nhiều khi làm những cái người mà làm ở cấp cao, khi mà mình nói chuyện mình phải cẩn thận lắm, rất là cẩn thận. Như người Việt Nam mình nói là uống lưỡi 7 lần đó quý vị. Nhưng mà nhiều khi có những cái lời mình nói ra thì nó lại bị hớ một tí xíu. Nhưng mà ông mới cứu giải lại bằng cách là ông nói ông giỡn, ông mới nói tôi sẽ đi kiếm việc làm, thì biết đâu lúc đó tôi sẽ đi làm người nhặt bóng cho đội bóng đồ này nọ.
Một người đàn ông ở Brazil khai gian để được chích 5 mũi vaccine đủ loại trong vòng 2 tháng để được an toàn. Người đàn ông này nghĩ rằng chích 5 mũi vaccine đủ các loại như vậy để mà an toàn chống lại bệnh COVID-19. Trong vòng 70 ngày thì người này đã chích 2 liều Pfizer, 2 liều Sinopharm và 1 liều AstraZeneca. Mới đây thì Cục Y tế Rio de Janeiro của Brazil đã ra thông báo về việc bắt giữ một người đàn ông đã khai man thông tin để mà chích 5 loại vaccine như vậy. Ngộ quá, bên Mỹ này nhiều người năn nỉ chích vaccine gần chết không chích. Ông này thì muốn được chích càng nhiều càng tốt để chống lại con virus Covid này hả quý vị ha. Và báo chí đưa tin là người đàn ông này đã lách luật để mà liên tục chích vaccine. Anh ta đã lên mạng tìm hiểu và phát hiện rằng là hệ thống dữ liệu của y tế đang có vấn đề về việc lưu lại tên những người đã chích ngừa, cho rằng có thể qua mặt được chính quyền. Người đàn ông này đã đến 3 trung tâm chích ngừa COVID-19 khác nhau và lợi dụng sự sơ hở của máy tính để mà được chích liên tục. Và kết quả những lần chích vaccine đó quý vị cách nhau là 13 ngày. Và vào ngày 16 tháng 8 thì khi mà cố gắng để mà được chích liều thứ 6, ông này mới bị phát hiện. Ông này rất là thông minh, tìm hiểu rất là kỹ càng và tìm được những cái sơ hở về thông tin của hệ thống máy tính để mà được đi chích ngừa như vậy. Thì anh ta nói là anh ta phải tìm tất cả, chích tất cả các loại vaccine để mà cơ thể mình có thể là mình đồng da sắt trước cái căn bệnh thế kỷ này. Ngày mai Lộc sẽ dẫn Loan đi chích ngừa, chích đủ hết các loại. Ở bên Mỹ khuyến khích mà. Bây giờ mình nói đi, người ta không chịu chích thì tôi lấy nước thuốc tôi chích. Nhiều khi được miễn mình đồng giả sắc thì sao. Trời ơi, chuẩn bị kêu chích thêm mũi thứ 3 coi vậy. Chứ mình cũng hồi hộp, cũng sợ tác dụng phụ chứ quý vị. Này chích 5 mũi rồi còn chuẩn bị chích thêm mũi thứ 6 nữa. Trời. Sẵn đây muốn chia sẻ luôn quý vị là những cái chỗ như là Walgreens, CVS đã cho chích mũi thứ 3 rồi. Quý vị hãy lên những cái trang web của Walgreens hay CVS để mà mình đăng ký nha quý vị. Tin Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ tới Hà Nội sau chuyến bay bị trì hoãn vì vấn đề sức khỏe. Vào ngày hôm qua thì bà Kamala Harris đã tới Hà Nội và chuyến bay của bà đã trì hoãn 3 tiếng đồng hồ là vì lý do sức khỏe của những người nhân viên mà ở tại Việt Nam thưa quý vị. Họ gọi đây là vấn đề sức khỏe bất thường. Đây là thuật ngữ mà chính phủ Mỹ dùng để mô tả hội chứng Havana. Đây là một hội chứng với những triệu chứng là chóng mặt, buồn nôn, đau nửa đầu và suy giảm trí nhớ, được đặt tên như vậy bởi vì lần đầu tiên được biết đến cái hội chứng này là ở Sứ quán Mỹ ở Cuba vào năm 2016. Và văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ đã báo đến qua bên Singapore nói rằng ở bên Việt Nam có 2 người làm cho đại sứ quán của Mỹ đã bị hội chứng này. Có nghĩa là 2 người này làm việc ở tại nhà thôi và họ bị cái hội chứng này mà vì cái lý do đó mà phải khoảng 3 tiếng đồng hồ mà Phó Tổng thống mới đến Việt Nam. Mình thấy cái sự việc này họ quá kỹ. Coi như là họ không hề liên quan gì với nhau hết mà cái hội chứng này mình thấy nó có vẻ nó cũng nó làm sao á. Họ nói là có những cái khi mà cái người bị cái hội chứng này họ sẽ bị những triệu chứng như vậy và họ nghe những cái âm thanh, những cái tần số cao và họ nghe những cái tiếng hú và họ bị ù lỗ tai á quý vị. Thì 2 người này đã được đưa đi để mà trị bệnh, thì hình như là họ được đưa ngược về Mỹ để mà trị cái bệnh này và lý do đó thôi mà chuyến bay đã delay 3 tiếng đồng hồ. Và giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ là William Burns cho biết là khoảng 100 sĩ quan CIA và thành viên gia đình họ nằm trong số 200 quan chức Mỹ và thân nhân bị căn bệnh hội chứng Havana. Sau khi đáp máy bay đến Hà Nội thì Phó Tổng thống Mỹ Harris đã vào khách sạn ở Hà Nội bằng cửa bếp với những đặc vụ súng ống được trang bị đến tận răng, nườm nượp đi lại vào lúc 10:35 tối của ngày 24 tháng 8. Và bà Kamala Harris đã được hộ tống đến khách sạn. Bà đã tiến vào bên trong khách sạn bằng cửa bếp. Giống những bộ phim mình coi. Tại sao những người này khi mà đi vào những cái nơi họp hành hay là gì ở những nước khác đó quý vị, thì thường hay đi vào đường bếp. Sao ngộ quá ha. Sao họ lại đi vô bằng những đường bếp mà mình coi phim mình cũng thấy tổng thống hay là phó tổng thống đi vào cái chỗ mà hội họp cũng đi vào đường bếp.
Những cái nơi mình lạ không phải là những nơi thường xuyên mà họ lui tới đó, thì lúc nào cũng đi bằng những cái đường từ bếp đi lên. Ngộ ha. Cái này chắc nếu mà ai mà biết cái điều này chia sẻ với lại Lộc Loan biết cái tại sao như vậy ha, mình mới mốt ta tìm hiểu đó. Khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Phủ Chủ tịch Việt Nam bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Đón tiếp Phó Tổng thống Mỹ tại Phủ Chủ tịch là Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân. Sau cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Harris lần lượt có cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phó Tổng thống Kamala gặp gỡ Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ niềm vinh dự khi là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ rằng chúng tôi tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Bà Harris cũng nói rằng chính phủ Mỹ cũng ủng hộ việc hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực an ninh hàng hải. Bà cũng khẳng định rằng sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ tự do hàng hải theo quy định luật pháp quốc tế, một vấn đề mà Mỹ coi trọng khi vấn đề này có liên quan đến Biển Đông. Chúng tôi đề nghị Việt Nam ủng hộ tuyên bố chung về các nguyên tắc hàng hải cho khu vực Tây Thái Bình Dương mà chúng tôi đã đề xuất. Tuyên bố đã tái khẳng định cam kết chung của chúng tôi với việc bảo vệ tự do các vùng biển. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Phó Tổng thống Mỹ và chính quyền Biden vì cung cấp lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX, cùng lượng lớn vật tư y tế. Phó Tổng thống Mỹ cho rằng quan hệ đối tác Việt-Mỹ đã đạt được những kết quả thực chất. Trong chuyến thăm, chúng tôi sẽ mở văn phòng lực lượng gìn giữ hòa bình, ký văn bản thuê đất mới cho Đại sứ quán Mỹ và sẽ chính thức khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tiếp đó, Phó Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Tại đây, bà thông báo là Mỹ sẽ tặng cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và bà cho biết là 1 triệu liều vaccine này sẽ đến Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Sài Gòn đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25 tháng 8. Vào ngày 24 tháng 8, thì Công an thành phố đã thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các công văn của thành phố. Thì Công an cho biết là trước 0 giờ ngày 25 tháng 8, tất cả những người trong 17 nhóm và những nhóm bổ sung sau này của Ủy ban Nhân dân thành phố được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do phòng BC08 hoặc Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường mẫu mới, kèm chữ ký và đóng dấu cho các cơ sở, ngành, rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện. Sở ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển theo công văn, sau đó tổng hợp số lượng gửi danh sách đến phòng BC08. Cho sự gây khó khăn không vậy trời? Trước đây là mình nghe để mà có được cái giấy rồi luồng xanh gì đó của những người mà họ di chuyển, họ lái xe là mình thấy khó khăn cho họ lắm. Mỗi lần muốn chứng minh một cái tờ giấy gì là rất là khó khăn. Mà bây giờ đổi cái giấy khác nữa. Cái giấy đó không xài nữa, đổi giấy khác. Kêu người dân nhốt ở trong nhà, không đi ra đường. Rồi những người mà được đi ra đường á, thì phải, rồi giờ phải xếp hàng để mà đi xin, đi đổi lại cái giấy khác. Tại sao mà sợ người ta rảnh quá hay sao vậy? Thì mới vừa đổi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thì phải đổi hết hệ thống chứ. Rồi chữ ký này nọ của chủ tịch cũ rồi đâu sử dụng được, thì phải đổi hết. Thì như vậy thôi. Người này mới lên thì phải đưa ra những cái luật để người này có việc làm liền. Có việc làm liền. Rồi đòi để cho mấy người dân ta cũng có việc làm luôn. Mình thấy bực quá à, sao tự nhiên phải chi mà rườm rà quá vậy. Mà quý vị biết ở bên Việt Nam nó thủ tục rườm rà, rất là rườm đi rà. Làm giấy tờ gì cũng rườm rà thủ tục. Đến phòng này mình hỏi mà không phải là không biết, đi chỗ khác. Mình mà không hỏi mình không giải thích. Không giải thích. Mình hỏi chị chỉ giùm qua anh kia kìa. Chứ không có trả lời mình thì bây giờ chị muốn làm này chị phải tới quầy nào gì giải thích cho mình. Không. Chỗ này không có làm này, đi qua chỗ kia, đi qua anh kia. Đâu bên kia gì đó, vậy đó, hỏi chỗ nào vậy đó, đó bên đó đó. Thôi đừng nói, hỏi nữa, nói không ai à. Giống như là mình, bởi vậy mình là mình bên Việt Nam á, mình gọi là đúng là con dân đó. Cái người mà ngồi đối diện mình mà làm gì giấy tờ là mẹ của mình đó. Lúc nào cũng là con của họ thôi, lúc nào cũng cúm núm hết đó.
nó sự một sự rất là khác biệt so với những cái đất nước phương Tây quý vị. Mà vô lý là tại vì những người đó làm là những người được trả lương mà nhà đúng nước rồi. Trả lương cho họ chứ đâu phải họ làm chùa cho mình đâu. Ai trả lương? Tiền thuế của người dân đóng ra đây mà trả lương cho họ. Họ làm họ lãnh lương mà chứ đâu phải họ giúp đỡ gì mình đâu mà mình lợi mình hỏi hay gì là họ la họ thấy mình. Không biết bao nhiêu bao không mình không biết là bao giờ cái tình trạng này nó sẽ không còn nữa. Để cho cái mặt đẹp của cái gọi là bộ hành chính của đất nước mình nó tốt hơn. Đến mức độ quý vị nhớ hồi đó mà những cái người mà hải quan mà ngồi ở sân bay á, đi vô người nào nấy cũng làm mặt nghiêm, không một nụ cười. Mà đến mức độ mà người dân rồi phải kêu gọi là hãy nở nụ cười đối với những người đến thăm đất nước mình mà. Đúng rồi. Người ta tới người ta du lịch, người ta trả tiền cho nước mình, cũng như là những người Việt Kiều về nước, là những người về thăm thân nhân, những người thân yêu của họ. Và họ cũng xài tiền mà. Tại sao vô mà phải cái mặt mà nghinh nghinh cơm vậy ta làm chi vậy? Tại sao không cười? Nụ cười đâu có mất tiền mua đâu, phải không? Nghinh chứ. Tại vì muốn vô ngồi cái ghế hải quan đó phải trả biết bao nhiêu tiền. Thì bởi vì mày tức. Mỗi lần mà vừa vô ngồi là phải nghinh lên cái. Đó, này tốn tao của tao nhiêu tiền đó. Cái này, phải nghinh chút xíu nữa. Tức quá tại vì mình tốn tiền nhiều quá. Thật sự đây là những kinh nghiệm mà Loan Lộc đã được trải qua hết rồi, muốn chia sẻ với quý vị. Hồng Loan chắc chắn là cũng rất là nhiều quý vị đồng ý với lại những cái lời nói này của Loan Lộc. Thì có những người sẽ cảm thấy khó chịu là giống như tại sao mình nói xấu. Mình không có nói xấu, mình nói sự thật nha quý vị. Mình nói cho tốt hơn quý vị. Nhưng mà thời gian gần sau này đó thì Lộc thấy sau khi được phản ánh của những cái người dân thì họ lại cười, họ cười rất dễ thương. Những người mà hải quan vô gặp người nước ngoài vừa về Việt Nam là người ta đã thiện cảm với Việt Nam bằng cái đường đó rồi. Người ta gặp người dân Việt Nam người ta nói không biết anh là ai, anh là lính hay là anh là người dân thường mà anh thiện cảm với tôi thì tôi thích nước của anh. Như vậy đấy. Thôi cái chuyện cười cho nghe. Chuyện nãy giờ thấy cũng cười dữ. Đây kể chuyện cười gì đây? Có cái chuyện gì thì có một cái cô gái trẻ đẹp đi mướn khách sạn ở, thì trong cái khu nghỉ mát rất là đẹp, thì một buổi sáng ngủ dậy vừa mới thay quần áo xong thì nhìn thấy cái anh phục vụ đó bưng bữa ăn sáng tới vô phòng luôn. Cái cô mới hết hồn, cô nói trời đất ơi, trước khi mà anh vô phòng thì anh phải gõ cửa chứ, lỡ là tôi chưa có mặc xong quần áo thì sao? Thì cái anh phục vụ phòng á, anh mới trả lời không có đâu, cô yên tâm đi, tôi nhìn qua cái lỗ khóa nãy giờ tôi thấy cô thay đồ xong á tôi mới dám đi vô nè. Trời đất ơi, lại ông tôi núp bụi này á. Cô yên tâm đi, không ai dòm đâu. Vậy là quý vị đi khách sạn hay gì là phải kỹ lắm nha. Lấy tờ giấy nhét vô cái lỗ khóa. Thôi nhưng mà giờ ta cũng không có sử dụng lỗ khóa bự vậy nữa. Đúng rồi. Hồi xưa hay cái sử dụng cái lỗ khóa mà cái chìa khóa mà cái lỗ bự vậy là nhìn vô là thấy hết. Bây giờ chắc khó thấy. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ và yêu thương những chương trình của Loan và Lộc, và rất hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều subscribe, like, share và comment nữa nha quý vị. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.